que nó cho mở một. Đâu có mụn mấy đâu Ngọc. Mụn, mụn lắm. Mụn ẩn không mà. Uống thuốc kháng sinh nhiều không? Em bị không á. Em không bệnh á, đợi em uống thuốc quá trời luôn. Sao dính vậy hay vậy? Ông em đây, ông em mất luôn á. Ờ vậy hả? Buồn lắm. Mà nhà em dính cái đợt mà mới chích vaccine lần 1 á, chứ không phải là gần đây đâu. Giờ dính không có như hồi đó. Cái đợt mà khủng bố đúng không? Rồi. Trời ơi, buồn chết chết đi. Đợt đó hả, dính hả, sốt đi bị khó thở mình lâm á. Ừ, rồi sao vượt qua được ạ? Nhà em với bác sĩ. Theo bác sĩ là cho uống thuốc chống đông cái kiểu á. Uống vô đỡ, đúng 7 ngày sau nhà ông tính hết luôn. Mà ông em không qua được. Tại vì ông em đáng lẽ là qua rồi. Mà vô bệnh viện nó không cho uống thuốc chống đông với lại thở oxy á. Bị nhồi máu cơ tim luôn. Luôn 2 ngày thôi đó. Tức gì? Tức lắm. Cách của chị về cũng vậy đó, vô 2 ngày thôi. 2 ngày thôi. Đến ý định nó cho bác đi cách ly á. Xe tới rước đi á. Sao bỏ tình. Bệnh viện nó không mấy đâu. Ừ, vậy thì chắc nó hút gì nó làm gì ta. Mà may vậy thôi, bác sĩ á. Chứ ở phường nó có cho gì đâu. Chị buồn, tao qua đi. Mà mình cũng không biết sao nữa luôn ha. Ví dụ để ông ở nhà rồi lỡ ông có chuyện gì mình cũng hết hận hay khó xử ghê. Giờ lúc đó ông cũng muốn vô tại ông khó thở quá. Mẹ em đâu cản được đâu cho ông vô luôn. Ông nội. Ngoại. Dạ serum đi tốt không vậy chị? Như ơi! Như!
quen người trước vậy? Làm như thức mà như kép 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 lại đó. Ủa em tiêm vắc xin em có nói mụn không không? Em bị rụng tóp nè. Chị rụng tóp hả? Đang rụng dữ lắm luôn á. Vậy hả? Rụng em chết luôn. Mỗi lần có thể em gội đầu xong à. Đó là cái nấm. Ủa chứ giờ em xài gội đầu gì vậy? Em cái gì của Nhật á, cái chai màu vàng vàng á. Em không nhớ tên nữa. Nhưng mà ý là em không có bị đổ mụn mủ đồ gì. Em bị rụng tóp.
sen. Đúng rồi. Nếu quên nữa. Có thì xin nhắc nó lại. Sao mà tôi nhìn thấy xa là tôi thấy là hơi bị nặng rồi đó. Mặt em á. Là bình thường đúng không phải anh? Bình thường đúng không? Không có lên nhiều hơn á. Có không? Thank you.